Con mà ồn quá lạ hả? Cô chủ nhà đuổi mình ra khỏi nhà. Vậy. Rồi nói nhỏ thôi nha, bây giờ mình nói nhỏ thôi nha. Dạ. Hello mọi người, mình mới đi quay xong và bây giờ mình phải đón bé Uyên nhà mình về để mà chăm bé cuối tuần rồi. Bao nhiêu cái chú? Đang quay clip nè, cười đi. Đúng rồi, bấm số 3 đi. Trời quá giỏi luôn. Biết số 3 luôn hả? Biết. Dạ biết. Dạ. Con phải nói là dạ biết, người lớn hỏi là phải dạ biết rồi nói lại. Hay trên. Nghe rồi bà nói không? Nói dạ biết nó là với mày trên kìa. Dạ biết. Ok, giỏi. Giỏi đúng rồi. Dạ ba Kiên rất là mệt cho nên là lúc vô nhà là con phải ngồi yên để cho ba Kiên dọn nhà nha. Dạ. Quá giỏi. Con để xếp dép lại đã thẳng luôn. Con đưa dép lại đúng rồi. Dép của ai bên kia chưa thẳng kìa. Xếp rồi dép bên kia lại. Dạ. Xếp lại cho nó thẳng đúng rồi. Rồi giờ con lại đi, mẹ Trinh cầu tóc lại quay video nè. Dạ. Đâu, coi lại con chào mấy bạn bằng cái giọng đó coi. Dạ. Bây giờ con phải ngồi yên nha. Dạ. Ba kêu con ngồi yên mà sao con cười hoài vậy? Ngồi im, im lặng. Không cười, không nói gì hết. Rồi nói nhỏ thôi nha, bây giờ mình nói nhỏ thôi nha. Dạ. Bấm thang máy đi. Ok. Rồi, bước vô. Bây giờ chúng ta đi đâu? Ta mua kẹo, hỏi chơi như vậy. Ta mua... Là rồi bây giờ con chào cô chú trên đây đi. Con chào cô chú. Rồi quá giỏi. Đánh ra cho ba coi đi con. Bây giờ mình chỉ đánh ra nữa thôi chứ. Rồi. Phải đánh ra là dễ nha. Mãi bé nó mới chịu ngủ. Quá mệt. Mọi người ngủ ngon nha. Kìa kiếm này. Kìa ba dậy rồi kìa. Ôi.